Mấy ác này là nào luôn ấy. Không biết là PK như thế nào đây. Bục luôn này. Ghê đấy, ác này đam to đấy anh em, đam 29k này các bạn. Ô, sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Xịt à? Ác này trâu đấy. Ác này thực lực phải cao lắm đấy. Ác này thực lực không đùa đâu. Cái số lượng đam nổi lên ấy các bạn, cộng vào mỗi lần sọc cộng vào ấy. Thực lực ác này phải tầm 700k máu trở lên. Tất nhiên là không chính xác nhưng mà chúng ta tính kiểu xem xem ấy. Mỗi lần chọc mà bấy nhiêu phát chọc mới dụng được ấy, thì chúng ta gọi là tính gần đúng cái số lượng máu. Nếu như mà tua lại video thật chậm ấy, cộng ấy, thì nó sẽ ra chính xác, nhưng mà mình thì không làm thế. Các này thực lực khá khủng đấy. Còn cái vấn đề về cái lúc nãy mà đam 29k ấy, thì khả năng là bí tích tàn diệp. Các này tương lai này, tương lai này, tức là không chơi dồn dập như kiểu Bảo Ngọc, nhưng mà ác này chơi khá lâu, mình thấy tên không đổi này này. Thứ nhất là tên không đổi. Thứ hai, ác này chơi từ lần Phi Long. Bởi vậy cho nên là ác này gần như là không đổi chủ và chơi khá tâm huyết. Chơi khá tâm huyết cho nên là cái việc khủng chắc chắn sau này sẽ rất khủng. Đàm to đấy, mình lúc đàm to lắm.